trời thương Phật độ, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, được thần tài mở kho ban lộc, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô tuổi Ất Tỵ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2024, vận trình của quý cô tuổi Ất Tỵ sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là cơ hội ùn ùn kéo đến, tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như hữu duyên biết được điều này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Ất Tỵ về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của quý cô trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Ất Tỵ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Cơ may nào đến với quý cô trong năm 2024 âm lịch? Quý cô cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì? Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, là 60 tuổi âm lịch và 59 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, tứ trụ, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Thiên can Ất là ngũ hành thuộc mộc, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc là mối quan hệ bình hòa. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn, tiền bạc gặp được nhiều cơ hội để kiếm ra nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 nữ mạng thấy công việc duy trì ở mức bình thường. Bên cạnh đó, thiên can năm ngũ hành mộc dương và thiên can tuổi ngũ hành mộc mang ý nghĩa về tính toán, công việc được người thân giúp đỡ và xuất hành đi xa cũng được lợi. Xét về địa chi tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi này có địa chi là Tỵ, gặp năm 2024 có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Năm 2024, người tuổi này công việc chủ về duy trì và ổn định như trước và không thay đổi. Về gia đạo có tin vui đưa tới. Ngoài ra khi xét mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi này tương sinh cho ngũ hành địa chi của năm. Do vậy chủ mệnh trong năm dễ có những tính toán, còn về công việc xuất hiện dự định thay đổi liên quan đến công việc hiện tại. Xét về ngũ hành tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Người sinh năm này ngũ hành của bản mệnh là hỏa, gặp năm 2024 ngũ hành là hỏa có quan hệ về tương hợp tốt. Trong năm 2024 của người tuổi này chủ về thuận lợi, nhiều cơ hội mở mang, phát triển các mối liên kết trong công việc. Cùng với đó, sức khỏe của người bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Với những dự định đang có mục tiêu tiến hành năm này thì nên thực hiện. Ngoài ra về cơ hội kiếm tiền bạc thì những tháng giữa năm vô cùng thuận lợi. Xét về cung phi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Cung phi của người sinh năm này thuộc Cấn Thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi năm thuộc Chấn Mộc là khí lục sát. Của những người cung phi Cấn thì năm Giáp Thìn không được lợi về chuyện tình cảm. Thị phi dẫn tới kiện tụng nên cần cẩn trọng. Xét tử vi Ất Tỵ 2024 nữ mạng thấy công việc làm ăn buôn bán không được như ý, có thể bị người khác phá hoại. Về quan hệ ngũ hành thổ của cung phi tuổi với ngũ hành mộc của cung phi năm là tương khắc, dẫn tới người Cấn Thổ phải suy nghĩ nhiều chuyện, khó khăn trong công việc. Xét về tứ trụ tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm nay, phương diện công việc làm ăn của nữ mạng tuổi Ất Tỵ sẽ không có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên lại có cơ hội gặp may mắn và có quý nhân giúp đỡ. Có thể thấy, tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 nữ mạng về chuyện gia đạo xét thấy có nhiều chuyện vui và may mắn đưa tới. Tuy công việc làm ăn chưa có sự thay đổi nhưng nữ mạng tuổi 1965 gặp nhiều may mắn và được quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra, gia đình của nữ tuổi Ất Tỵ năm 2024 có tin vui về hỷ tín và có thêm con cháu trong nhà. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy
Quý cô tuổi Ất Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024 khá tốt, có nhiều chuyện vui và may mắn. Công việc làm ăn của nữ Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024 chưa có sự thay đổi lớn nhưng cũng gặp may mắn. Ngoài ra trong năm nay, nữ tuổi Ất Tỵ có tin vui về hỷ tín đưa tới trong gia đình và thêm con, thêm cháu trong nhà. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ bị sao La Hầu chiếu mệnh. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Vận hạn trong năm 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ gặp hạn Diêm Vương. Hạn này chủ về kiện tụng, pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Ngoài ra, chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ, công việc, sự nghiệp vẫn diễn ra đều đều. Ở độ tuổi này quý cô vẫn tận chức, tận trách cống hiến, chứ cũng không ôm tham vọng lớn lao, nên bằng lòng với thực tại. Đôi khi, có thể không theo kịp thay đổi của xu thế hiện nay, nhưng cũng không quá lo ngại, cuộc sống diễn ra tương đối bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, quý cô ở độ tuổi này nếu đang có dự định hợp tác làm ăn, kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi năm này vẫn đang ẩn tàng nhiều hung họa, chủ về khó khăn, vất vả, khó đạt kết quả như mong muốn. Nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ thua lỗ, thất bại. Ngoài ra, sự tác động của sao La Hầu cũng gây ra những sóng gió, thị phi, tiểu nhân hãm hại, mâu thuẫn với đồng nghiệp, gây ra nhiều bất lợi cho công việc. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, quý cô còn có thể rơi vào bẫy của những kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể. Quý cô cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. Đối với những người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn nên phát triển trên nền tảng cũ sẽ có nhiều thuận lợi. Không nên tính tới chuyện mở rộng hay là thay đổi nơi làm việc sẽ không tốt. Đối với người đã nghỉ hưu, quý cô không còn phải nhọc tâm, khổ tứ lo nghĩ cho công việc, không còn bận tâm tới tiền tài, địa vị nữa. Cuộc sống phần nhiều thời gian quây quần bên con cháu và gia đình, đây là trạng thái rất thoải mái mà quý cô xứng đáng được tận hưởng. Nhìn chung, quý cô tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024, công việc không quá nhiều biến động nhưng cũng không quá khởi sắc. Mọi thứ đạt ở mức ổn định, phù hợp với tuổi của quý cô trong giai đoạn này. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy gia các khuyên quý cô tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ, nhìn chung tình hình tài chính của quý cô không khá tốt, đủ ăn đủ tiêu, không phải lo nghĩ hay căng ke quá nhiều, về cơ bản vận trình tài lộc tương đối bình ổn. Nếu muốn đạt được nhiều thành quả hơn, thì quý cô cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Quý cô có một năm, tiền bạc đủ ăn đủ tiêu, không phải chật vật kiếm tiền nữa, nhờ các khoản tích góp từ trước. Chỉ cần chi tiêu hợp lý, biết cách quản lý tài chính, thì tiền bạc không gặp bất cứ khó khăn nào. Trong năm tài khí dễ bị tiêu hao, quý cô chớ nên tham lam, năm này không nên xuất tiền đầu tư cho các dự án làm ăn, buôn bán mới, hay mù quáng nghe theo lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư, kẻo chẳng những không đạt hiệu quả như mong đợi, mà còn có thể bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Những người làm nghề kinh doanh, buôn bán, vẫn có lộc, nhưng chỉ mang tính tiểu cát, quý cô nên cải thiện bản thân, chịu khó, chăm chỉ làm việc, để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý cô có một năm tài lộc rủng rỉnh. Năm này, quý cô tuổi Ất Tỵ cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý, để bảo toàn tài sản cá nhân, có được sự tích lũy, không bị thất thoát.
Ở độ tuổi này quý cô tuổi Ất Tỵ nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong lĩnh vực tài chính, trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý cô tuổi Ất Tỵ khá lý tưởng. Được tam hội trợ mệnh mang lại đời sống tình cảm rực rỡ của con giáp tuổi Ất Tỵ, những cặp đôi từng giận hờn thì nay đã có cơ hội được hàn gắn lại yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người ấy. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình và đối phương, nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý muốn mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Với người đã có gia đình, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Khi người ấy gặp khó khăn, bạn sẽ luôn ở bên cổ vũ và động viên. Chính những lúc thế này, quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết hơn. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này là chẳng hề đem đến tác động tích cực gì trong mối quan hệ. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Ất Tỵ, trong năm Giáp Thìn 2024, về phương diện sức khỏe có sự sa sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh bệnh phù, kiếp sát, sự tác động của hạn Diêm Vương làm cho sức khỏe của quý cô giảm đi trông thấy, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, bệnh cũ dễ tái phát và sẽ rất lâu khỏi, e là sẽ có biến nguy hiểm. Trong năm có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo cho quý cô tuổi Ất Tỵ cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông, đề phòng hỏa huyết quang, các dạng tai nạn như tai nạn xe cộ, té ngã hoặc bị vật nhọn đâm phải và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Quý cô tuổi Ất Tỵ trong năm này cũng cần chú ý đề phòng các chứng bệnh về máu huyết, tai mắt do sao La Hầu tinh quân gây ra, đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, chất kích thích. Những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng dễ bị suy yếu. Ở độ tuổi này quý cô tuổi Ất Tỵ phải chấp nhận sự già đi theo tuổi tác, không nên phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp lạm dụng dao kéo, kẻo lại làm cho sức khỏe càng thêm trầm trọng hơn, thậm chí còn nguy hại tới tính mạng. Năm này quý cô tuổi Ất Tỵ nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện, đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố. Không nên đi viếng tang, lại gần tử thi để hạn chế vận xui đeo bám. Để nâng cao sức đề kháng, quý cô tuổi Ất Tỵ cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học, tham gia nhiều vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh. Việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho quý cô ở độ tuổi này. Đặc biệt, thầy gia các khuyên quý cô tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý cô. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Ất Tỵ nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùng hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Tỵ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn,
từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Ất Tỵ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nên đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nên đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày: hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nên đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nên đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Ất Tỵ. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất, sông nhà tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau: tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, 2016, tuổi Bính Tuất, sinh năm 1946, 2006, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Chủ nhà tuổi Ất Tỵ chọn người Sông Đất năm 2024 Giáp Thìn nên tránh các tuổi đại kỵ sau: tuổi Canh Thìn, sinh năm 1940, 2000, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tuổi Tân Tỵ, sinh năm 1941, 2001, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ gặp Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý cô không phạm đại kỵ Tam Tai. Hạn Hoàng Ốc năm 2024, trong năm này quý cô tuổi Ất Tỵ sẽ phạm Hoàng Ốc, Lục Hoàng Ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công, công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ phạm Kim Lâu Tử, nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ phạm hại Thái Tuế, nên hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý cô vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, năm Giáp Thìn 2024 là Trạch Quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm Trạch Bại, Trạch Hư, Trạch Khốc, Trạch Quỷ, Trạch Tử. Trạch Quỷ là xấu, bởi vậy quý cô không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và Sao La Hầu chiếu mệnh.
Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát sau: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu. Sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh, đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng. Về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. So sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn. Nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm gặp sao Thái Bạch nên xấu của sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy, ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễn để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn Diêm Vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông. Nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện, đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố, không nên đi viếng tang, lại gần tử thi. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương của những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp, có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức. Như vậy, hạn Diêm Vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt của những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất trắc, rất dễ xảy ra. Quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao La Hầu chiếu mạng. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý cô tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao táng tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ về mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn.
Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình tử vi từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Ất Tỵ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, vui xuân, đoàn tụ bên gia đình. Quý cô nên cẩn thận về sức khỏe để không chuyển biến xấu. Tháng đầu năm mới, quý cô khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân, chú ý về chế độ ăn uống, điều khiển phương tiện giao thông để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý cô tuổi Ất Tỵ gặp nhiều áp lực, công việc không tốt cho lắm. Ở độ tuổi này quý cô cần khiêm tốn, không nên quá phô trương thể hiện mình, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với những người làm công ăn lương, càng muốn chứng tỏ mình thì khả năng thất bại là càng cao. Trong tháng cần đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của quý cô. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Quý cô tuổi Ất Tỵ lại có được sự bình ổn trong vận trình của mình trong tháng này. Sự nghiệp tương đối ổn định nhờ có được các tinh thái dương soi chiếu, công việc cơ bản được thuận lợi, không có bất trắc gì xảy ra. Của những người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một tháng tương đối tốt lành, hàng hóa bán ra tới tấp, khách hàng nườm nượp ra vào, quý cô cũng nên siêng năng, chăm chỉ hơn để tranh thủ tích góp tài lộc cho mình hơn nữa. Nhưng, sức khỏe của quý cô tháng này lại không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Ất Tỵ, do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tinh thần không tốt, dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần. Với một số người có thể chất không tốt, thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, tháng này là tháng Thìn, tháng Thái Tuế Án Ngữ, cho nên về phương diện tình cảm của quý cô không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích. Quý cô nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Ngoài ra, quý cô tuổi Ất Tỵ cũng nên điều chỉnh lại bản thân, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi Ất Tỵ có vận trình không mấy khả quan, việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính, càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, quý cô cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Ất Tỵ lại đang có được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, Lưu Hà, trợ mệnh, giúp cho quý cô có nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp của mình. Tháng này là tháng Tân Mùi, quý cô đang có được bao bọc của nhiều các tinh, cho nên công việc có được sự hanh thông thuận lợi. Quý cô cũng rất may mắn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn khúc mắc mà mình đang gặp phải, cũng như là có những định hướng thích hợp cho tương lai của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp, dù có bận rộn, nhưng quý cô bỏ ra bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu thành quả cho mình. Sức khỏe cơ bản ổn định. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 7 âm lịch, công việc của quý cô Ất Tỵ có phần chững lại. Quý cô đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi gây trở ngại, nhiều cản trở cho công việc kinh doanh, buôn bán, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có.
Người làm ở văn phòng thì công việc cũng không mấy thuận lợi, tiểu nhân quấy phá, cấp trên nhắc nhở, quý cô cần phải điều chỉnh lại bản thân, nên tập trung hơn cho công việc của mình. Về sức khỏe, trong tháng cũng gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, có thể sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác, cẩn thận với những vật sắc nhọn như dao, kéo, kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay, thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm. Những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Ất Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tháng này. Với kinh nghiệm trong xử lý công việc đạt hiệu quả tốt, quý cô được mọi người nể trọng, cấp trên đánh giá cao. Tháng này quý cô nên tập trung phát triển hơn nữa công việc hay sự nghiệp của mình trên nền tảng cũ hoặc những công việc đã quen thuộc, sẽ thu được thành quả lớn lao. Tháng này tài lộc tương đối tốt, nhưng quý cô cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Về vận trình của quý cô tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 lại tương đối lạc quan, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc cũng tương đối dễ dàng, quý cô có nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Điều này cũng sẽ giúp cho quý cô hàn gắn những xích mích trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia của mình. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tài vận của quý cô tuổi Ất Tỵ trong tháng 10 âm lịch này lại không được mấy khả quan. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, quý cô thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt. Đây là tháng Ất Hợi, tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Tháng này cũng không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại, nếu không rất dễ gặp phải những rắc rối. Tử vi khuyên quý cô tuổi Ất Tỵ, hãy luôn biết giữ mình trong mọi việc sẽ tốt hơn, tránh gieo gió gặp bão, khơi mào sự việc, sẽ không có lợi. Ngoài ra quý cô trong tháng này cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ, té ngã, đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn quý cô sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Thậm chí quý cô phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà, điều này gây ra nhiều áp lực cho quý cô. Quý cô cần phải chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó để không ảnh hưởng tới vận trình tổ thể cả năm. Khi gặp khó khăn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người, kẻo lại bị cấp trên nhắc nhở. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng tương đối vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít, tạo động lực cho quý cô cố gắng hơn nữa. Tháng này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý cô nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 của quý cô tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Ất Tỵ khá sáng. Khối lượng công việc của quý cô tuổi Ất Tỵ trong tháng này tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương, dù gặp không ít áp lực, nhưng công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, quý cô cứ thế phát huy. Tháng cuối cùng của năm các hung tinh bị suy yếu, cho nên vận trình của quý cô có được sự chuyển biến tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý cô cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính, cũng có được sự tích lũy tiền bạc một cách đáng kể. Nhìn chung, tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn đối với quý cô tuổi Ất Tỵ tương đối bận rộn,
áp lực và tài lộc cũng không ít nguồn thu. Nhiều người sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ hậu hĩnh, cũng giúp cho quý cô đón Tết chung vui bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.